Nhà thuốc Đông y Khương Trờ xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay Khương Trờ đi qua khu này thì mình nhìn thấy có một cây tóc tiên ở cái mọc ở cây cọ nhé. Cái cây tóc tiên này nó chỉ mọc ở cây cọ các bạn ạ. Quê Khương Trờ trước kia thì rất là nhiều cái cây này, nhưng giờ ấy thì người ta lập bờ lưu với lập ngói với nhà xây cho nên chặt hết rồi. Hôm nay đi qua khu này thì có mỗi cây này thôi này. Các bạn mà kiếm đâu ra nữa? Toàn là bê tông hóa với lại cọ thì bỏ hết rồi. Đây là cây thuốc quý các bạn nhé. Cây này các bạn nếu dùng độc vị không được, các bạn nhổ về như này, đây nhổ về này cho những người bị ho, ho lao, ho hen, ho lâu ngày. Nếu mà các bạn mà kiếm được thêm cho tôi nhé, tôi nói với các bạn kiếm được thêm cho tôi cây bướm bạc cây nhé, lấy rễ của nó. Cái rễ cái bướm bạc cây và cái rễ cây han nhé, cái han lá to gọi là han đống ấy, chỉ cần 3 vị thôi các bạn ạ, làm thành một thang thuốc cho người ta uống. Đây các bạn nhìn kỹ này, nó rất là giống cái tóc tiên nhỏ đấy, nhưng lá nó rất cứng nhé các bạn nhé. Này nó chỉ mọc ở cây cọ thôi, nó không mọc ở cây khác các bạn nhé. Các bạn nhớ này, nó không mọc ở cây khác. Đây, đây từ dưới này, đây có từ dưới này đây các bạn đấy. Đây là bài thuốc này rất dễ thôi các bạn, chả cần cái gì hết, chỉ cần mỗi cái cây này đun băm ra sao khô cho bệnh nhân uống, rất là dễ uống các bạn nhé. Đây là bài thuốc ho có đờm này, ho lao này, ho khò khè nhé. Đây mình xin chào tạm biệt các bạn nhé. Thôi.